Đây là ngôi nhà cấp 4 mà bên Em Giác đã thi công được 10 ngày nha cô chú anh chị. Phần tường Em Giác đã xây xong rồi. Và hôm nay đến công đoạn này thì Em Giác cũng quay cho anh chị xem một cái cách làm của bên Giác và chống nứt của nhà cấp 4 nha. Thường thì ở phía trên đỉnh chót của nhà cấp 4 á, thì nhiều đơn vị làm họ không có đổ cái dàn kết thúc, thì sau này sẽ dễ bị găng nứt. Và khi mà cái mái tôn nó rất là nguy hiểm khi mình không có đổ dàn ở trên nha cô chú anh chị. Riêng bên Giác đổ cái dàn kết thúc đó. Và Giác sẽ lấy sắt 6 móc vào trong cái sắt 10, để khi mà mình đưa cái đòn tay ngang á, thì Giác sẽ cho anh em lấy máy hàn vào luôn. Thì sau khi đó mình tô thì nó chắc chắn và nó sẽ không sợ trong quá trình mà mình sử dụng gió nó tóc mái nha. Có nhiều nhà họ làm họ lấy sắt họ móc vào gạch thôi, đó rất là nguy hiểm với cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ cho thợ đổ luôn một cái dàn bê tông ở phía trên và lấy sắt 6 chờ giống như Giác thế nè. Sau khi mình đưa xà gồ ngang là mình sẽ cho mấy hàng vào luôn, thì cực kỳ chắc chắn nha cô chú anh chị.